bỏ về bây giờ mà lòng ga thế. Bởi xưa chẳng chịu nghe lời mẹ cha, cứ ngờ tình yêu mình nên thơ quá. Khi yêu ga đã muộn màng rồi, khi yêu ga cô đi còn đời đời con gái. Bước vào đường yêu một lầm hai lỡ. Fami Canxi cứng dữ chưa? Sữa đậu nành Fami Canxi với 100% đạm thực phẩm. Giờ chợt hiểu ra sao ông chị nghiêm mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.